restarted. Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Sacombank SPJ đồng hành cùng đẳng cấp. Khi trả lời phỏng vấn phóng viên kênh truyền hình VITV thì đại đa số các đại diện doanh nghiệp bất động sản mới thành lập đều cho rằng trước khi gia nhập thị trường thì các công ty này đều đã nghiên cứu kỹ thị trường. Bên cạnh đó, hiện nay nhà nước cũng đã có nhiều sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm tạo đòn bẩy cho các doanh nghiệp để tạo thêm sức bật mới cho thị trường. Tuy nhiên, thực tế trên thị trường thì các doanh nghiệp trong quá trình phát triển không phải lúc nào lượng cũng đi đôi với chất. Chính vì vậy, một số lượng lớn doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực bất động sản tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng vừa qua thì nhiều người cho rằng họ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn là thuận lợi. Đầu tiên có thể nhìn thấy là sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp mới, chưa kể phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp cũ. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2017 có sự phân hóa rõ nét ở các phân khúc thị trường khi mà số lượng nhà ở chào bán lại giảm so với cùng kỳ 2016. Cụ thể là phân khúc trung cấp lại giảm đến 42,1%, thậm chí có những chủ đầu tư lớn chuyên phát triển dự án nhà ở trung cấp không có sản phẩm để bán. Các chuyên gia cho rằng nếu những doanh nghiệp thành lập mới không nắm bắt đúng hướng và đối tượng khách mua trong thời gian này sẽ rất khó khăn khi tìm đến thị trường mục tiêu để phát triển lâu dài. 6.000 công ty đó thành lập rồi nó sẽ đi vào một cái sự sàng lọc của thị trường. Hiện nay vì là nó sẽ không ngạc nhiên đối với JLL khi mà có cái số lượng lớn các công ty về bất động sản thành lập như thế. Bởi vì là hiện nay cái thị trường bất động sản như Trang nói là ở tất cả các phân khúc đều biến động rất là tích cực. Vì vậy cho nên là có rất nhiều cái doanh nghiệp và nguồn vốn đổ vào cái phân khúc bất động sản hiện nay. Và vì thế cho nên là cái nhiều người ta đều muốn tham gia vào phân khúc này. Và vì thế thì dĩ nhiên rằng là nó sẽ 6.000 cái doanh nghiệp thành lập đó thì sẽ trải qua một cái giai đoạn là sàng lọc của thị trường. Dự báo nguồn cung căn hộ đến hết năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt từ 25.000 đến 27.000 căn, chủ yếu thuộc phân khúc nhà giá thấp. Điều này đồng nghĩa với việc cạnh tranh giữa các chủ đầu tư rất gay gắt. Do đó, nếu các nhà đầu tư mới phát triển kém hơn đối thủ trong cùng một phân khúc, tức là lợi thế cạnh tranh về tiện ích, giá cả và chất lượng dịch vụ không theo kịp các chủ đầu tư khác, thì tốc độ bán hàng và thanh khoản của dự án này sẽ giảm sút ngay. Thị trường bất động sản trong thời gian tới đó, thì chúng ta thấy rằng là thị trường có rất nhiều biến động vì chúng ta thấy là mất cân đối giữa cung và cầu. Trong nền kinh tế chúng ta thấy là quy luật cung cầu. Tại sao mất cân đối vậy? Tại vì có nhiều doanh nghiệp chúng ta kinh doanh cũng như là cung cấp các cái sản phẩm về lĩnh vực bất động sản và ít khách hàng mua đi. Cái lý do thứ hai đó là doanh nghiệp ra đời là thiếu kiến thức về truyền thông nè, không có hoặc là ít kinh nghiệm về quản trị rủi ro, không có đủ cái tiềm lực về tài chính để cạnh tranh và tồn tại với các doanh nghiệp mới. Ngoài ra là chúng ta thấy rằng là trong quá khứ chúng ta đã thấy hoạt động kinh doanh bất động sản có rất nhiều cái vướng mắc do các cái nhà kinh doanh bất động sản làm giá nè, hoặc là không trung thực với khách hàng và họ đưa ra những cái sản phẩm không đúng với cam kết ban đầu, làm cho khách hàng mất niềm tin và nhà kinh doanh bất động sản từ đó sẽ mất uy tín. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản hiện tại đang bị chi phối bởi các luật như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Trong quá trình thực hiện các dự án hoặc mua bán nhà, các doanh nghiệp sẽ gặp hàng trăm rào cản kỹ thuật pháp lý liên quan đến bất động sản như tiền sử dụng đất, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, các quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường. Sử dụng đất thì chúng ta biết rằng là với cơ chế về định nghĩa về vấn đề sở hữu đất đai của chúng ta nó khá phức tạp. Thế nên là các cái yếu tố trong việc gắn kết giữa một cái bất động sản bao gồm cái phần quyền sử dụng đất và phần công trình gắn liền ấy, thì nó có rất nhiều các cái rắc rối về mặt pháp lý trong cách diễn giải, cách hiểu và cách triển khai. Thế nên là với một doanh nghiệp khi mà chuyển nhượng một cái bất động sản hay là giao dịch một cái bất động sản v.v. thì nó là cả một cái rắc rối pháp lý. Là một dự án không phải đơn giản. Và có nhiều doanh nghiệp rất là e ngại trong làm những cái thủ tục để thông qua dự án nhân này kia, phải là những người rất là chuyên. Cho nên nếu mà thiếu kinh nghiệm gọi là kỹ năng, chứ không có phải riêng về pháp lý không. Pháp lý là một cái mặt bằng để giúp cho các doanh nghiệp, nhưng mà cái kỹ năng để vận dụng pháp lý, áp dụng cái pháp luật đó như thế nào là một vấn đề rất quan trọng. Và hiện nay cái thủ tục hành chính, cho nên phải nói rằng là pháp lý thì không có phải là vấn đề lớn, mà vấn đề thủ tục hành chính như thế nào.
Các chuyên gia cũng cho rằng để có đủ điều kiện đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp phải có vốn pháp định là 20 tỷ. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, có đến 60% các doanh nghiệp bất động sản mới không có đủ vốn dài hơi, năng lực nội tại không đủ mạnh. Tuy nhiên, nguồn vốn tín dụng hiện nay đang bị thắt chặt, lãi suất có nguy cơ tăng, cộng với tình hình kinh doanh ảm đạm từ giữa năm 2016 là những bất lợi của các doanh nghiệp mới thành lập. Đang chuẩn bị áp dụng là dưới 2.000 mét thì sẽ là làm theo phương án phân lô tích thự được. Và với như thế này thì coi như họ chỉ cần khoảng 10 tỷ là có thể họ làm được một cái phương án. Và như vậy thì vốn pháp định không nhất thiết phải là 20 tỷ. Thì tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư ở quy mô lớn thì cần phải kiểm soát chặt. Nếu không thì coi như với cái tình hình thị trường đang nóng lên thì có những cái vấn đề mà nó hệ lụy nó xảy ra. Việc thành lập doanh nghiệp bất động sản hiện nay được xem là phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, nhưng vấn đề gia tăng một cách bất thường của các doanh nghiệp bất động sản so với các ngành nghề khác trong bối cảnh thị trường đang có dấu hiệu chững lại cũng là một tín hiệu cần được chú ý. Bởi vì ngành bất động sản là một trong những ngành có sự tác động khá lớn tới toàn nền kinh tế nước ta hiện nay. Sacombank SPJ đồng hành cùng đẳng cấp.